Thưa quý vị, so với khi mới phát hiện vào ngày 2 tháng 8, vết nứt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã sụt trượt vào rạng sáng nay trên quy mô lớn về chiều dài, bề rộng và độ sâu. Chính quyền địa phương đã phong tỏa đoạn đường và tổ chức di dời người dân ra ngoài phạm vi ảnh hưởng. Những điểm sạt trượt đã khiến tuyến đường bị méo mó, biến dạng như thế này. Nơi sâu nhất của vết sạt có thể lên đến 3 mét, làm ảnh hưởng, nứt vỡ một số ngôi nhà trong khu vực. Đến nay, 68 hộ dân đã được địa phương vận động di rời đến khu an toàn trong một tâm trạng hoang mang về việc ổn định cuộc sống lâu dài. Từ giờ tới khi mà hết cái mùa mưa này á, thì cũng thời gian còn rất là dài. Và chắc rằng nếu như mà không được lãnh đạo địa phương hỗ trợ cho những cái nhà ở hay là cấp để tái định cư mới á, thì ở đây cũng không thể ở được, gần như là có nhà không về được. Ngoài hỗ trợ về di rời tài sản và chỗ tạm cư, thành phố Gia Nghĩa cũng đã sử dụng nguồn ngân sách để hỗ trợ cho người dân mỗi hộ 3 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đoàn thể địa phương bằng nhiều hình thức tiếp tục hỗ trợ ổn định cuộc sống trước mắt cho người dân. Song song việc đó thì cũng cử các lực lượng đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là những cái tài sản của bà con, để làm sao bà con yên tâm để thực hiện cái việc mà di dời này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để bàn các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Chúng ta đã thấy dấu hiệu rồi, đề nghị cho anh Sương và đặc biệt là các sở ngành. Đấy, sở nào thì đề nghị anh Sương về mời các sở đó liên quan tới Sở Tài nguyên Môi trường Xây dựng Giao thông. Các đồng chí đánh giá lại một cách nghiêm túc cái chỗ này thử xem thế nào. Trước nhất chúng ta chưa di dời toàn bộ hết thì di dời con người hoặc là cảnh báo như thế nào khi sự cố xảy ra. Trong trường hợp điểm sạt trượt diễn biến phức tạp, địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động, tiếp tục đưa thêm các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.